Quý vị đang theo dõi phần cuối của bản tin hàng hóa thị trường. Thưa quý vị, trong khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường Việt Nam chứng kiến sự gia nhập của nhiều thương hiệu bán lẻ đình đám trên thế giới. Bất chấp hai luồng quan điểm cạnh tranh hay hợp tác của các doanh nghiệp trong nước, các thương hiệu nước ngoài vẫn ngày càng tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam và sự cạnh tranh đang trở nên gay gắt hơn khi thị trường bán lẻ trong nước hoàn toàn được mở cửa trong năm sau. Miếng bánh thị trường có còn dành cho các doanh nghiệp Việt Nam hay không và các doanh nghiệp phải làm gì để giữ được thị phần cho mình? Mời quý vị lắng nghe những quan điểm của ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này. Thưa ông, trong khi chúng ta đang còn trong giai đoạn là phổ biến thông tin đến doanh nghiệp thì tôi thấy là trong khoảng 2 năm trở lại đây thì Việt Nam đã chứng kiến một cái luồng sóng đầu tư rất là lớn từ phía các cái doanh nghiệp Thái Lan, Hàn Quốc, và gần đây thì các cái doanh nghiệp Nhật Bản họ cũng chuyển từ việc đầu tư sản xuất quy mô lớn sang cái dịch vụ, cũng đã có cái xu hướng tiến vào Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn. Thì ông có nghĩ là cái điều này cho thấy là các cái doanh nghiệp nước ngoài họ đã nhìn thấy được cái tiềm năng, cái cơ hội từ những cái hiệp định mà ký với Việt Nam hay không ạ? Tôi thấy là cái này là cái chỗ mà khác biệt giữa các doanh nghiệp chúng ta và doanh nghiệp nước ngoài. Cái chỗ kinh nghiệm về hội nhập chúng ta còn ít. Chúng ta chỉ mới hội nhập đây mà. Còn họ buôn bán quốc tế, họ quen. Do đó khi mà nhà nước họ chuẩn bị đàm phán với chúng ta để ký kết những cái hiệp định. Và đặc biệt trong đó có một cái lộ trình cam kết về dịch vụ. Thì người ta đã chuẩn bị chiến lược rồi. Lộ trình đi tới đâu người ta sẽ triển khai tới cái gì. Và khi cái lộ trình nó đã chấm dứt thì người ta đã đầy đủ cái sự hiện diện họ trên đất nước chúng ta. Đến năm 2015 là coi như là chúng ta không còn hạn chế cái điểm bán lẻ của các doanh nghiệp nước ngoài nữa, thì chúng ta thấy rõ ràng là các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài nó đã chuẩn bị rồi, và bắt đầu người ta bung ra hàng loạt các cái cửa hàng tiện lợi, các cái mua các cái siêu thị người ta mở rộng ra rồi. Trong khi cái điểm bán lẻ của chúng ta, các tập đoàn mà bán lẻ của chúng ta vẫn không mở được bao nhiêu. Chỉ là nhiều doanh nghiệp không biết mở từ đâu. Bởi vì phải nói một điều thôi, các doanh nghiệp của chúng ta hầu hết là nhỏ và rất nhỏ so với người ta. Do đó tiềm lực để cạnh tranh với người ta là khó. Chúng ta vốn không nhiều, năng lực con người cũng không nhiều, rồi kinh nghiệm quản lý cũng không có. Với cái tốc độ phát triển như hiện nay thì ông có nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam không những là đánh mất cái thời cơ từ những cái hiệp định thương mại mà còn có cái nguy cơ là sẽ đánh mất cái thị trường nội địa hay không ạ? Chúng tôi thấy rằng nó sẽ chia thị phần. Những thị phần nào mà chúng ta yếu đi thì nước ngoài nó sẽ chiếm lĩnh. Chúng ta thấy vừa rồi báo động là cái thị trường bánh kẹo là coi như là từng bước người ta đã thâu tóm. Tuy nhiên chúng ta cũng có những cái ngách mà để chúng ta tổ chức, và chúng ta nghĩ rằng cái người ta vào chúng ta được, ta cũng đi qua họ được. Không phải một nước nào họ cũng có thế mạnh hết, mà chúng ta coi cái lợi thế so sánh của từng nước, chúng ta sẽ có những mặt hàng ta đi ra nước ngoài. Thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp cần phải có những cái việc như sau đây. Một là phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp để đủ sức hội nhập. Cái thứ hai là những mặt hàng mình phải xây dựng thương hiệu cho tốt. Cái thứ ba là phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng, trong đó có dự báo chính xác, có quản trị rủi ro và có những mặt hàng cạnh tranh. Còn riêng về thị trường nội địa thì tôi thấy là hiện nay chúng ta cũng tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Ông có nghĩ là cái chương trình này nó sẽ một phần nào đó giúp cho các doanh nghiệp trong nước giữ lại cái thị phần của mình hay không? Thiệt ra đó là cái quan trọng hiện nay vẫn là cạnh tranh. Hiện nay giá cả không phải là vấn đề lớn, tại vì chẳng hạn như hàng của Trung Quốc chất lượng dở thì hiện nay người ta cũng không thèm mua. Rõ ràng là người ta sẵn sàng cạnh tranh về chất lượng. Và đặc biệt là khi chúng ta phát triển đến cái công nghiệp hỗ trợ thì ta yêu cầu chất lượng. Còn những cái chương trình hỗ trợ của chúng ta thì hiện nay chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng là một cái chương trình rất tốt để hỗ trợ cho các sản phẩm Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, muốn ưu tiên hay không ưu tiên thì các doanh nghiệp cũng phải bảo đảm hàng mình chất lượng hết đã. Anh không thể gọi là ưu tiên cho anh vì anh là hàng Việt Nam, mà anh là hàng Việt Nam mà phải có chất lượng tốt. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, nhu cầu tiêu thụ ngà voi tăng mạnh tại Trung Quốc đã khiến hơn 100.000 con voi châu Phi bị giết trong vòng 2 năm. Những báo cáo gần đây nhất cho thấy tình hình buôn bán động vật trái phép đã lên đến mức báo động và đang dần áp đảo những nỗ lực ngăn chặn. Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện tại Bắc Kinh và Thượng Hải, nhu cầu sử dụng ngà voi tại Trung Quốc đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
Báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã đã công bố hồi đầu tháng 12 năm 2014 cho thấy giá buôn bán ngà voi thô đã tăng gấp 3 lần trong 4 năm. Săn trộm ngà voi đã tăng mạnh trong những năm qua trên toàn khu vực châu Phi cận Sahara. Đây cũng chính là nơi các băng nhóm giết hại voi và tê giác để lấy sừng và ngà, phục vụ cho nghiên cứu y học cổ truyền tại châu Á. Các báo cáo gần đây cũng cho thấy số lượng ngà voi được bán ra tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã tăng từ hơn 5.200 chiếc lên gần 8.500 chiếc trong năm 2014. Một nhà bảo tồn ngà voi, đồng thời là một chuyên viên điều tra cho biết, nhu cầu ngà thô tăng mạnh nên giá bán buôn cũng đã tăng theo trong 4 năm qua. Vấn đề cốt lõi là nằm ở lực cầu tại Trung Quốc. Nếu chúng ta không giải quyết lực cầu ở Trung Quốc thì chúng ta chỉ đang phí thời gian. Có hơn 1 triệu người nước ngoài ở châu Phi thu mua từ 95 đến 98%, sau đó chuyển sang Trung Quốc từ các thị trường hợp pháp và bất hợp pháp. Một lý do cho tất cả những việc này là đều vì tiền. Giá ngà thô tại Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần trong 3 hoặc 4 năm qua. Martin và Lucy Vigne, là tác giả của báo cáo trên, đã thực hiện cuộc khảo sát dựa trên các cuộc viếng thăm đến 8 nhà máy chế tác ngà voi và 275 cửa hàng bán lẻ ngà voi tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Hai nhà nghiên cứu đã khảo sát giá cả, chủng loại và số lượng tổng thể của các món đồ tạo tác, sau đó so sánh với giá cả mà họ đã thu được hồi năm 2002. Rất khó để theo dõi quá trình bán buôn và vận chuyển ngà voi từ châu Phi, cũng như nhìn bọn buôn ngà tàn phá môi trường. Những cửa hàng mà chúng tôi đã đến chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Hầu hết, mọi công đoạn đều được thực hiện một cách bí mật, và ngà voi thô đến từ các nước châu Phi như Algeria, Angola, Sudan, Ai Cập ngày càng tăng. Trong năm 2010 đến năm 2012, có khoảng 100.000 con voi châu Phi bị giết để đáp ứng nhu cầu từ Trung Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, voi tại địa phương cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Quốc tế cho biết, buôn bán ngà voi bất hợp pháp là một trong những hoạt động tội phạm hấp dẫn nhất thế giới, với giá trị lên đến 19 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu xét về giá trị, thì buôn ngà voi đứng thứ 5 trên thế giới sau buôn bán ma túy. Một số quốc gia như Kenya đã có hành động mạnh mẽ hơn đối với bọn tội phạm, phạt tù dài hơn và phí phạt cũng nhiều hơn. Chính phủ Kenya cũng nói rằng nạn săn bắn bất hợp pháp đã gây ảnh hưởng đến du lịch, vốn là một nguồn thu ngoại tệ lớn trong nước. Một số nhóm nghiên cứu động vật hoang dã ước tính có đến 90% ngà voi được bán tại Trung Quốc đều có nguồn gốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, các quan chức lại nói rằng ngà voi được sử dụng tại Trung Quốc đều đã thông qua đấu giá hợp pháp và không bao giờ tiếp tay cho vấn nạn săn trộm ở châu Phi. Bà Lucy Vigne cho biết, người Trung Quốc đã có truyền thống chế tác ngà voi từ hàng ngàn năm nay, đặc biệt là khi ngày càng nhiều người giàu có thể mua được ngà voi. Kể từ thế kỷ thứ 19, người mua chủ yếu là người nước ngoài, và bây giờ, kể từ khi chính phủ cấm bán buôn ngà voi trong nước và quốc tế, thì chính người Trung Quốc lại mua ngà voi vì cho rằng đây là một thứ vật phẩm có thể mang lại cho họ may mắn và cảm giác an toàn. Nhằm bảo vệ các loài động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng, chính phủ Trung Quốc đã ban lệnh cấm giao dịch ngà voi, sừng tê và các bộ phận của hổ. Các loài động vật quý hiếm cũng đang bị đe dọa do thu hẹp môi trường sống, khí hậu ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hàng hóa thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.